Chào toàn thể các bác đam mê radio cassette xưa nhé. Lâu lắm thì em mới dọn được con Sony 1110S. Chung con này hình thức thì tạm ổn thôi. Đây các bác thấy này. Nói chung là các viền nó cũng bị bạc rồi. Đấy. Con này viền thì cũng bạc rồi. Con này thì nguyên bản em không tút tát gì đâu. Nguyên bản của nó. Đấy. Thì loa bên này thì nó có mẻ một tí ở đây, nó lại khổ bên này nó cũng bị mẻ một tí ở đây, em nói luôn như thế. Còn lại thì mọi thứ thì ok. Mặt sau đây thiếu giắc quài loa thì em đã thiết kế rồi, và chân này là các bác là đấy là các bác sử dụng vô tư nhé, chân này sử dụng vô tư, dây loa em đã thay và anten đã thay rồi. Mạch thì con này là nó có sửa chữa nhé, cần đi coi hoạt động hoàn hảo, không lỗi cần nào. Ba lăng thì lỗi tách loa nhé, còn ba lăng này là nó mòn rồi. Còn lại thì radio băng vớt hoạt động ok. Em xin phép là em sẽ test FM. Là một cũ theo hướng đi thành phố Thanh Hóa, trước ngã tư của đường tính Cao Thân, thị xã Bỉm Sơn, di chuyển thì chậm lại, có vẻ như là do lưu lượng giao thông tăng cao. Còn nếu có bất cứ nguyên nhân nào đặc biệt thì cũng có thể ngã tư Châu Quề cũng đang ùn rồi, ùn rất dài. Bạn Nguyễn Lớn thì cũng mất rất nhiều thời gian mà chưa lưu thoát được hết của lộ trình này, và chắc chắn là cũng đang có rất nhiều quý vị thính giả. Thắp sáng niềm tin trong tôi và tôi sẽ khắc phục được tình trạng trên để lại luôn có thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé chú trưởng nhé, và cụ sẽ có thật nhiều làn điệu để du cho các cháu nhiều lắm luôn. Ta hiểu rồi, dẫu rằng em không nói, nhưng tim tôi đưa đến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân. Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Đã nở ra con, chúng nào đi rồi phải không bố? Con không nghe thấy sao? Tiếng chúng nó hót gọi mày. FM nắm bắt được nhiều đài đúng không ạ? Anh em thực hiện nguyên quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh. Nhà nhà ươm tơ nóng kén tầm ống mực, tiếng thôi rộn ràng. Volume không sổ soạt nhé. Những giấy lúa em tết băng này, tua này. Tua tiến này. Và lay này. Quên diệt mơ
phường này. Con này thì hai vỏ xấu thôi chứ còn củ loa rất đẹp nhá. Các bác thấy củ loa chưa? Củ loa rất đẹp nhá. Không phải là củ loa xấu đâu. Bác nào sưu tầm thì liên hệ em nhé. Con này giá rất mềm. Con này em bán là 1,1 triệu bao ship. Bác nào thiện chí chuyển khoản 1,1 triệu bao ship nhé. Cảm ơn các bác.